Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Bản tin 24 giờ. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, theo công hàm của Sở Công an khu tự trị Choang Quảng Tây gửi đến Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh cho biết, có 7 người Việt Nam đã tử vong và 33 người bị thương do lũ quét và sạt lở đất tại thành phố Mông Dương, Quảng Tây. Trước đó, Sở Công an khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc gửi công hàm đến Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh thông báo danh sách những công dân Việt Nam bị nạn do lũ quét, sạt lở đất tại huyện Mông Sơn, thành phố Ngô Châu thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Thông tin ban đầu về vụ tai nạn nói trên đã làm 7 người chết, 33 người bị thương. Tất cả các cư dân đều trú ở huyện Mèo Vạc, Hà Giang và được cho là sang Trung Quốc để làm thuê. Sáng nay, trao đổi với phóng viên ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết, bước đầu xác định 7 người tử vong nói trên là ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc. Chúng tôi đã giao cho các ngành của tỉnh cùng với huyện Mèo Vạc làm việc với cơ quan chức năng của Trung Quốc để xác minh thêm, sau đó hoàn tất thủ tục để sớm đưa nạn nhân về nước, ông Quý nói. Liên quan đến nội dung trên, vào sáng cùng ngày, trao đổi thêm với phóng viên, ông Ma Quốc Trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc cho biết, ngay khi nhận được thông tin, công an huyện đã vào cuộc điều tra xác minh và khẳng định 7 nạn nhân tử vong nói trên là người ở xã Khâu Vai của huyện này. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để lo hậu sự cho 7 nạn nhân, theo thông báo của Bộ Ngoại giao. Ngoài ra, Tổng lãnh sự quán Việt Nam đã gửi thông tin thân nhân về 30 người Việt Nam khác an toàn cho cơ quan chức năng trong nước để xác minh và thu xếp đưa những người này hồi hương trong thời gian sớm nhất. Các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng cho biết có 3 cháu nhỏ từ 1 đến 3 tuổi là con em của những người lao động Việt Nam đã được đưa vào chăm sóc tại trung tâm cứu trợ của thành phố Ngô Châu. Thưa quý vị và các bạn, trận lở đất đổ xuống 40 căn nhà ở làng thuộc tỉnh Tứ Xuyên sớm nay, hơn 100 người có thể đã bị mắc kẹt dưới đống đất đá. Nhà chức trách tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc cho biết đã triển khai các đơn vị ứng cứu khẩn cấp tới làng Tân Maximo, huyện Mao để tìm kiếm, giúp đỡ các nạn nhân trong vụ lở đất xảy ra sáng nay. Theo AFP, khoảng 40 ngôi nhà trong làng Tân Ma bị chôn vùi sau khi một bên sườn núi bị sụp đổ, tạo thành đống đất đá dài khoảng 2 km chặn ngang một con sông. Nhà chức trách lo ngại có khoảng 100 người đang bị mắc kẹt trong đống sạt lở. Chính quyền Mao cho biết các đơn vị phản ứng với thảm họa địa chất thảm khốc cấp 1 đang trên đường tới nơi sạt lở, hiện chưa có đánh giá đầy đủ về toàn bộ mức độ sạt lở. Xinhua cho biết một phần của một ngọn núi ở Tây Tạng và khu tự trị dân tộc Khương Tứ Xuyên đã bị sụp đổ vào lúc 6 giờ sáng nay. Lở đất là mối nguy hiểm thường gặp ở những vùng nông thôn và vùng núi của Trung Quốc, đặc biệt khi có mưa lớn. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất hồi tháng trước trong một khách sạn ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc. Trước đó, ít nhất 8 người đã chết trong các trận lở đất ở miền đông của Trung Quốc sau khi nước này hứng chịu nhiều cơn mưa lớn từ bão số 5. Kính thưa quý vị khán giả, giới chức Trung Quốc cho hay một trận lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Thâm Quyến, miền nam của Trung Quốc hôm Chủ nhật, khiến bùn và đất bao phủ cả một quận công nghiệp. 900 người đã phải sơ tán, 59 người bị mất tích và ít nhất 22 tòa nhà bị phá hủy. Một trong các tòa nhà bị sập do bùn đất từ biển tràn vào các quận công nghiệp tại thành phố Thâm Quyến. Đất đá bao phủ một diện tích lên đến 20.000 m². Theo Cục Phòng cháy nổ của thuộc Bộ Công an Trung Quốc, người dân cho biết người này đã nghe thấy một tiếng nổ lúc trưa hôm qua khi vụ lở đất xảy ra. Các hoạt động cứu trợ đang được tiến hành tại hiện trường. Khoảng 1.500 người từ lực lượng cứu trợ có mặt tại hiện trường để giải cứu những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Theo truyền thông Trung Quốc cho hay, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chỉ đạo khắc phục tình hình và đã điều động các lực lượng cứu trợ đến hiện trường. Trước đó, một vụ sạt lở đất tại tỉnh Chiết Giang, miền đông của Trung Quốc đã khiến 25 người thiệt mạng. Truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết, lực lượng cứu hộ đã cứu sống 4 người trong đống đổ nát, 3 người bị thương nhẹ. Người dân địa phương đang trông đợi lực lượng cứu trợ tìm kiếm người thân bị mất tích tại khu sạt lở đất. Theo BBC, 59 người đã bị mất tích. 22 tòa nhà đã bị sụp đổ trong một vụ lở đất tại khu công nghiệp phía nam của Thâm Quyến, Trung Quốc. Khoảng 900 người đã được sơ tán, 4 trẻ em đã được cứu lên từ đống đổ nát mà không bị thương. Hiện tại chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo. Đội cứu hỏa Thâm Quyến cho biết họ đang tích cực tìm kiếm những người bị mắc kẹt khác. Có ít nhất 27 người vẫn còn đang mất tích. 2 ký túc xá cho công nhân đều bị ảnh hưởng trong vụ động đất. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người sống sót trong tòa nhà bị sập ở Thâm Quyến. Một tòa nhà được nhìn thấy nghiêng mạnh về một phía, một số tòa nhà đã sụp đổ toàn bộ. Cục An ninh Công cộng Thâm Quyến đã gửi thông báo trực tuyến cho biết, sau khi lở đất có 21 người đàn ông và 6 người phụ nữ đã bị mất tích, văn phòng chữa cháy khu vực Công an cho biết có hơn 1.500 nhân viên cứu hỏa đã được gửi đến nơi xảy ra lở đất. Đây là vụ lở đất lớn thứ hai xảy ra ở nơi này trong vài tháng gần đây.
Chính quyền thành phố Thâm Quyến cho biết sạt lở đất cũng gây ra một vụ nổ xăng gần đó. Trước đó, một vụ lở đất ở tỉnh Chiết Giang cũng đã giết chết ít nhất 25 người trong tháng trước. Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy người đàn ông bị mắc kẹt trong đống đổ nát trong vụ sạt lở đất ở Thâm Quyến. Vụ lở đất xảy ra hôm Chủ nhật vừa qua đã làm sập hơn 30 tòa nhà, làm một người thiệt mạng và nhiều người khác vẫn đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy người đầu tiên bị thiệt mạng hôm thứ Ba. Số người mất tích hiện tại là 70 người. Vào lúc 3 giờ 30 hôm nay theo giờ địa phương, đội cứu hộ đã tìm thấy một thanh niên bị mắc kẹt trong tòa nhà đổ nát. Ngay lập tức, đội giải cứu đã đưa người này đi điều trị y tế. Theo Xinhua News, nạn nhân được giải cứu là Tian Zeming, 19 tuổi, một công nhân nhập cư từ Trùng Khánh, Tây Nam của Trung Quốc. Hiện tại, hàng ngàn nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người bị mất tích. Rất may mắn là số người mất tích có xu hướng giảm vì nhiều người được cho là mắc kẹt trong đống đổ nát đã liên lạc với các cơ quan chức trách, thông báo an toàn. Và công tác giải cứu đã hoàn thành vào lúc 6 giờ 40 theo giờ địa phương. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa ra xe cứu thương để được điều trị y tế. Các công nhân lái xe xây dựng đã giúp giải cứu và giao thực phẩm tới những người dân bị mắc kẹt tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. Khi nước lũ bắt đầu rút, lực lượng cứu hộ ở thành phố 12 triệu dân đã sử dụng xe xúc, thuyền bơm hơi, bè tạm để vận chuyển số cư dân đến vùng đất khô và giao hàng cho những người khác trong khu chung cư cao tầng. Thưa quý vị, Trịnh Châu thuộc vùng của tỉnh Hà Nam đã hứng chịu một đợt mưa lũ ngàn năm có một. Khi mà lượng mưa trong vài ngày qua đã tương đương với tổng lượng mưa của cả năm. Trận lũ lụt nghiêm trọng đã giết chết hơn 20 người và hơn 300.000 người bị mắc kẹt trong các tòa tàu điện ngầm của thành phố. Mưa lớn cũng đã gây mất điện, khiến nhiều người dân bị mắc kẹt trong nhà, trong văn phòng và trên các phương tiện giao thông công cộng. Một số lực lượng cứu hộ là tình nguyện viên sử dụng các phương tiện tạm bợ như xe tải để giúp đỡ người dân. Anh Li Kui, một trong những tình nguyện viên cho biết, nhu cầu về hàng hóa và thực phẩm cơ bản tại Trịnh Châu hiện rất lớn. Chúng tôi bắt đầu một ngày của mình vào lúc 8 giờ sáng và hoạt động liên tục đến 2 giờ sáng. Ngoài lúc ăn trưa và đi vệ sinh, chúng tôi phải có mặt ngoài đường liên tục, anh Lee nói. Tại các khu vực khác của thành phố nơi nước lũ đã rút bớt, lực lượng lao động đã bắt đầu vào công việc dọn dẹp các cành cây và thu dọn rác rưởi. Ô tô và xe máy bị nước lũ cuốn trôi. Hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ, bao gồm cả quân đội, đã được triển khai trên khắp Hà Nam. Hiện mưa lũ đã làm cho 56 người chết và 5 người vẫn còn mất tích tại tỉnh này. Các chuyên gia cứu hộ từ tỉnh lân cận đã được điều động đến cùng với xe chuyên dụng để thông cống trên các tuyến phố, nút giao thông và hầm đường bộ. Trong khi mưa ở Trịnh Châu đã dịu xuống thành mưa phùn nhẹ, các khu vực khác của Hà Nam vẫn được dự báo sẽ có mưa lớn từ cuối tuần. Sự tàn phá và thiệt hại về nhân mạng đã làm dấy lên sự chỉ trích của công chúng Trung Quốc về phản ứng chậm chạp của cơ quan điều hành tàu điện ngầm ở Trịnh Châu, khiến chính phủ Trung Quốc ra lệnh cho chính quyền địa phương ngay lập tức cải thiện các biện pháp kiểm soát lũ lụt và ứng phó khẩn cấp trong giao thông đô thị. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt của Trung Quốc trên kênh Bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo của bản tin 24 giờ.